Số năm kinh nghiệm đi làm của em là bao nhiêu? 2 năm ạ. Làm trong ngành thiết kế thời trang ạ. Số tiền lương đầu tiên mà em kiếm được? 8 triệu một tháng ạ. Vẫn là thiết kế design nhưng mà là freelance. 3 từ để miêu tả về công việc của mình? Sáng tạo, đam mê và áp lực cạnh tranh ạ. The difference. Beauty lies not on the indifference of your face. So then, what is beauty? À, chương trình Gen Z tự lo tài chính, chứ có phải fashion show đâu. No no, đây là tác phẩm tốt nghiệp của khách mời trong số ngày hôm nay. Và đó là... Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là chị Hà Phương, sinh năm 2000 ạ. Em đã tốt nghiệp được 1 năm chuyên ngành truyền thông và thiết kế thời trang tại trường LCDF. Khi mà chị nghĩ đến ngành thời trang thì nó sẽ rất là hào nhoáng. Liệu phía sau cái sự hào nhoáng đấy là cái những cái khó khăn gì thì em có thể chia sẻ được không? Khó khăn nhất có thể là mình bị bí tưởng. Khi mà em nhận được một cái keyword của giáo viên cho chẳng hạn là lần này muốn được làm về đồ án về sơ mi trắng chẳng hạn, thì em sẽ rất là sợ nó sẽ không mới mẻ, nó không thể hiện được đúng bản thân em. Đã bao giờ em gặp một cái sự cố mà khiến mình phải có suy nghĩ là bỏ cuộc chưa? Sự cố Linh đến mức phải bỏ cuộc thì em chưa, nhưng mà nó cũng liên quan khá nhiều đến phần một chút về kinh tế chị ạ. Tức là trong năm 2 của em làm thì có một đồ án liên quan đến phần streetwear, tức là kiểu đồ về sporty, đồ thể thao ấy chị. Thì lần đấy em làm thì đến phần gần cuối thì nó có xảy ra trong việc may đồ các thứ, nó bị sai sót. Và em khá là sợ em phải bị resubmit, tức là phải học lại. Xong rồi em cũng cố gắng hoàn thành, tức là thâu 4 đêm để tự may lại, thì vẫn kịp để nộp và chụp bài cho thầy. Như thế là mình cũng đã cố gắng để vượt qua cái khó khăn đấy đúng không? Vâng. Như em vừa chia sẻ thì cái học phí ở trường cũng khá là cao. Vậy thì chị cũng thấy là các đồ án tốt nghiệp ấy, khi mà trên các mạng xã hội thì cũng nói là cái kinh phí rất là lớn. Vậy thì không biết là cái chi phí học và cái chi phí làm bài tốt nghiệp của em thì nó sẽ khoảng như thế nào? Lần mà em học thì sẽ rơi vào tầm 70-80 triệu cho một kỳ. Thì một năm bọn em sẽ được học 2 kỳ. Và hệ của bọn em là hệ 4 năm là hệ đại học. Là cái kỳ cuối cùng của em là em là học thêm cái bằng BA là hệ liên kết với cả một trường ở bên UK. Thành ra là tiền học nó có vẻ sẽ chênh hơn so với các bạn học ở Việt Nam. Riêng về tiền chạy đồ án các thứ của bọn em cũng chạy đồ án, tiền vải, vóc các thứ để hoàn thiện đồ này. Rồi đến tính đến tiền ekip chụp, quay thì cũng phải lên đến tầm 300. Em có đi làm trong cái thời gian đi học đúng không? Vâng. Em có làm part time và sau đấy là có làm full time. Vâng. Vậy thì tại sao em lại lựa chọn việc đi làm trong khi mà mình vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường? Có thể là có nhiều bạn sợ cái vấn đề này, vì có thể là sợ không cân bằng được thời gian này, sợ bị mất cân bằng giữa việc học và việc làm, không thể làm tốt được cả hai cái. Thì thời gian đầu em cũng khởi điểm là cũng chỉ là part time thôi, thì em cố gắng tìm được một cái điểm chung giao thoa giữa việc học và việc làm để cho em cái nguồn sáng tạo của em nó vẫn trôi từ đấy ra ấy chị. Chứ mình không chỉ vì là mình đi học mà mình tắc ý tưởng mình không đi làm được, hoặc là mình đi làm mà mình sợ mình cứ thiết kế đồ kiểu đi làm như này thì mình sẽ không tập trung được vào việc học của mình. Thì em tìm được cái điểm chung giữa hai cái việc đấy của em nên là em lại cân bằng được. Và em nghĩ là các bạn có thể thử gọi là tìm được cái điểm chung giữa việc đi học và việc đi làm, không chỉ là vấn đề tiền bạc, tiền nó sẽ là vấn đề sau, mà là mình kiểu mình tham mê hoặc mình thích cái việc đi làm của mình, nó lại bổ sung được cho việc đi học chẳng hạn đấy, còn việc đi học nó lại mang lại được kiến thức cho việc đi làm của mình. Thật ra là chị thấy là nhiều bạn khi mà đi làm á mới kiếm được tiền thì sẽ rất là ham. Đúng rồi, và có cái thậm chí là có những bạn là bỏ học để đi làm đúng không? Để đi vậy làm thì không luôn. Biết là em có bao giờ mà lịch làm việc mà lại trùng vào lịch học hay là lịch thi của mình mà khiến mình phải cân đo đong đếm giữa hai cái việc đấy không? Luôn luôn trong đầu em là có một cái suy nghĩ là em phải học xong thì cái gì nó cũng phải có một cái bằng đã. Còn việc đi làm đối với em vẫn là việc phụ. Khi mà học với làm mình có thể cùng ngồi kiểu mình vẽ những cái em chia thành hai cột, ví dụ như là học sẽ cho mình được những cái gì và làm cho mình được những cái gì, và từ đấy tìm cái điểm chung ra, mình nhặt cái ý chung ra thì em thấy là khá là ok. Đấy là một cái tip rất là hay của em đúng không? Từ cái thực tế mình làm nghề sáng tạo ấy thì có bao giờ mà em bị áp lực kinh tế không? Áp lực kinh tế, khi mà mình bị áp lực về kinh tế thì
có khi là mình đã bị kìm nén cái khả năng sáng tạo. Em bị cái áp lực đấy chưa? Em cũng có. Khi mà thời mà mình đi học thì tiền mình đổ vào đồ án, mình nuôi giấc mơ, mình nuôi cái đam mê của mình nó rất là dễ dàng, tại vì thời đấy là bố mẹ cho. Nhưng khi mà mình đã đi bước chân ra ngoài xã hội, mình đi kiếm tiền ấy, thì mình cảm thấy là để thực hiện hóa nó không phải là dễ. Thành ra là kể cả sau này em có muốn mở brand riêng cho em đi, thì em cũng muốn đem những cái nó gần gũi hơn với khách hàng. Nó có thể vẫn là thời trang của em, nhưng mà nó phải thực tế, nó phải là kiếm được ra tiền, chứ không phải chỉ làm trên bản vẽ nữa. Hiện tại em có cái kế hoạch mở brand riêng không? Em có. Thời gian này đến cuối năm thì sẽ là khoảng thời gian 6-8 mà em định gap để em quay lại làm freelance. Trong thời gian đấy thì em cũng học thêm về branding và marketing nữa. Thì sang đến đầu năm sau thì em sẽ chính thức mở. Chi phí sản xuất thì mình sẽ phải tìm xưởng này, tìm nguồn vải, tìm nguồn mẫu. Tìm còn nguồn idea, ý tưởng thì nó lại nằm ở bản thân mình. Em đã chuẩn bị những gì cho cái việc mở thương hiệu riêng, hoặc là mình định hướng cái thương hiệu của mình theo hướng như thế nào? TB Buddy, đối tác đầu tư thân thiện, sản phẩm đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Hiện tại thì em đang muốn phủ sóng trước ở social media, thì có Instagram này, Facebook này, hoặc là trên nền tảng TikTok. Em muốn hợp tác cùng với các influencer hoặc là KOL mà em đã có được những mối quan hệ với các bạn ấy từ trước. Xây dựng một cái thương hiệu riêng thì bắt buộc là em cũng phải mất cái thời gian để có thể thu hút một tệp khách hàng gọi là quen thuộc, đúng không? Đúng rồi ạ. Thì đã bao giờ em suy nghĩ là trong cái khoảng thời gian đầu, có thể là nếu mà mình chưa có khách ngay, thì em đã có cái khoản nào dự trù cho việc duy trì hoạt động của shop chưa? Mình luôn phải có một cái chi phí gọi là chi phí và rủi ro ấy chị, để duy trì một cái tệp khách hàng quen thuộc ban đầu, vì nó sẽ có một tệp khách hàng quen thuộc và một tệp khách hàng mới, nghĩa là vẫn phải có một khoản chi phí dự trù khá là cao, ít nhất cũng phải tầm dưới tầm 100 để mình chạy. Vì chương trình là một chương trình Gen Z tự lo tài chính, vậy thì không biết là trong cái cuộc sống hàng ngày thì em có cái tip chi tiêu nào không? Thời gian mà em đi làm full time ban đầu, khi mà có lương ấy thì em sẽ để vào một thẻ khác. Nó là cái thẻ duy trì lương của em, và hoặc là em sẽ mở thêm một cái sổ tiết kiệm nhỏ, để nó gọi là cái sổ tiết kiệm có thể nhét được thêm tiền vào ấy chị, mà có thêm một khoản nào đấy thì em có thể em gửi vào trong đấy. Nó em sẽ giúp kinh kỳ hạn. Em sẽ chi khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng thu nhập của mình để gửi tiết kiệm? Cũng phải lên đến hơn một nửa đấy chị ạ. Và em sẽ định mức luôn là tầm 3 đến 6 tháng là em sẽ không được rút. Không rút được ấy. Em chỉ có thể nạp được thêm mà thôi. Như vậy là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của Hà Phương, một cô gái vô cùng xinh đẹp làm trong ngành thời trang, cũng như là nghe được những cái tip chi tiêu của bạn trong cuộc sống hàng ngày. Và rất cảm ơn Phương đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc cho những dự định của em trong tương lai sẽ thành công. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.